Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Bí ẩn quá vậy. Sao em không nghĩ đó là bạn gái cũ của em tính phá bạn này? Bạn gái cũ của em thì đâu có biết địa chỉ vậy. Ai biết đâu được, trời ơi, điều tra. Thông minh lắm. Là tự nhiên em làm em khiến em nghi ngờ. Đúng rồi. Rồi, đừng đốt nha nữa. Giờ em biết đây. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Em xin chào hai anh chị MC và quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Thị Phương Thủy. Hiện tại em đang làm công việc là truyền thông cho một tổ chức đoàn. Và em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bạn. Mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Trường Lâm, hiện tại đang làm tổ chức sự kiện. Và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như là hai bạn cũng có một cái gì đó nó liên quan đến nhau trong công việc. Ồ, đừng nói là hai bạn làm chung rồi quen nhau nha. Dạ đúng rồi chị, tức là tụi em cũng từng làm việc chung trong một cơ quan cũ. Và năm 2013 thì em có chuyển công tác tại đơn vị mới, thì đây là cơ quan cũ của bạn em. Thì lúc mà em đến với cơ quan mới này á, thì bạn em lại đang đi nghĩa vụ quân sự. Và trong các cái câu chuyện của mọi người á, thì có nhắc tới bạn này thì em cũng tò mò. Dạ, và cũng hơi có một chút ấn tượng tốt về bạn này. Rồi bạn làm bao lâu thì bạn kia mới về? Hôm đó là ngày 28 tháng 8. Trời, nhớ rõ từng ngày vậy trời. Rồi là ở cái cơ quan đó là tổ chức cái kỷ niệm thành lập, và em cũng có về phép thì em có dự cái lễ kỷ niệm đó. Vô tình ngày hôm đó em gặp bạn này. Thì cái lúc mà gặp mặt nhau lần đầu tiên đó, hai bạn có ấn tượng gì với nhau? Cái ấn tượng đầu tiên là khi mà em về em gặp mặt bạn này là bạn này đang chùm mền kính mít đang ngủ. Hả? Ủa sao đi tiệc cơ quan mà chùm mền kính mít là sao? Dạ, tức là cái tiệc sinh nhật này cũng là một cái tiệc nội bộ thôi. Và ngày hôm đó em là MC. Là lúc đó là đang buổi trưa, nghỉ trưa thì em nghĩ là để mà chiều mà làm MC cho tươi tỉnh thì em sẽ phải ngủ chợp mắt một tí xíu. Đang nằm ngủ anh này vô. Dạ. Dạ. Tại vì mỗi người sẽ có một cái góc riêng của mình để ngủ. Bạn này nằm giữa đường này cũng vì cái tính tò mò hay thích chọc bạn này nữa nên là em đá vào chân để chui. Dạ. Lần đầu gặp người ta bạn đá vào chân người ta lúc người ta đang ngủ hả? Em có biết là lúc cái giấc ngủ của người ta buổi trưa đó, cái thời gian người ta là quý hiếm lắm, ta chợp mắt một chút để chiều người ta đẹp, ta tỉnh táo. Dở mình ra thì em thấy một cái gương mặt đen. Dạ, mụn mà ốm, mà tóc thì ngắn ngắn cục cục này chị. Em tả sao chị thấy hẹo quá vậy. Dạ đúng rồi, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của em về bạn em trước đó là nó sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà bạn lúc mà bạn trong cơn mê, bạn giật mình bằng tỉnh lại là bạn biết cái bạn đó là cái bạn mà được nghe kể luôn phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy là cái đầu tiên là thấy thua rồi đó. Nhưng mà cảm giác của em, ấn tượng của em dành cho Thủy là như thế nào? Dạ bạn này thì cũng lúc rồi mới vừa dậy rồi cũng mặt cũng rất là khó chịu, bực bội. Đúng rồi. Cái ngày hôm đó bạn em cũng còn có một hành động lầy lội nữa chị. Ủa hả? Thì em tỉnh dậy em ngồi trên máy tính của em, tự nhiên tới chỗ bàn làm việc của em và nói là cho em mượn máy tính. Thì trong máy em thì em có sẵn đăng nhập Facebook. Thì bạn em mới tự động tìm cái trang cá nhân của bạn đó. Xong rồi vô. Đúng rồi. Rồi quay qua nói với em là bạn ấy kết bạn với tôi đó nha. Tôi không có kết bạn với bạn hay đó nha. Tuyệt vời luôn. Duyên mà, duyên dáng. Vậy đi đánh nhanh rút gọn. Dễ bị chửi lắm. Thì đó, mà em cũng đứng hình luôn đó chị. Chiều em có vẻ là chiều đẹp trai không bằng trai mặt. Sau đó thì khoảng 4 tháng sau là em được xuất ngũ. Rồi coi như bắt đầu câu chuyện là khi mà bạn trở lại cơ quan làm việc. Cũng để ý bạn này nên là cũng có một số lần rủ đi ăn, tại vì em có quan niệm là để đi tới với tim người phụ nữ là phải đi ngang cái bao tử là liên. Thì chính thức quen nhau là ngày 14 tháng 2. Ồ, ngày Valentine luôn. Tụi em hẹn nhau ở cầu Ánh Sao. Em không có chuẩn bị trước, em nhanh chạy ra một cái tiệm sô-cô-la á, em mua hành sô-cô-la nhỏ nhỏ cũng vô tặng bạn này chứ. Hợp lý, tôi thích đó. Sao nữa em? Thì sau đó thì tụi em đi tới cầu Ánh Sao. Thì ban đầu thì tụi em cũng rất là vô tư, rất là nhẹ nhàng. Đi tham quan, rồi chơi các trò chơi. Có một cái hoạt động đầu tiên mà tụi em làm thử với nhau á. Để hai cái bàn tay lên rồi xong là người ta sẽ cho mình in hình 3D. Rồi để ướm tay vô thì lúc đó có cảm giác trong người mình là nó rạo rực, rất là rạo rực. Điện chìm qua ha, rung hết trơn ha. Dạ. Nắm có nắm tay không hay là chỉ để tay lên nha? Không thì ý là để hai cái tay thôi mà đạo được rồi ha. Đúng rồi, cái ly lên tới cầu Ánh Sao thì em với bạn nó có đứng lại mà nói chuyện chút xíu, người mình nó càng cảm thấy đạo được hơn nữa. Dạ. Bạn dễ đạo được quá ha. Đầu á là bạn
dò dò cái tay em để mà nắm tay em, dò dò hoài thì điện nó giật giật tê tê. Đúng rồi, em cũng có điện giật trong người. Cuối cùng em dò lại. Không, em bạn dò tiếp thì em chịu cho bạn dò luôn. Vậy thôi hả, rồi còn gì nữa không? Tiếp sau đó thì hả, em thấy bạn này chịu cho nắm tay rồi nên là em đứng gần sau bạn này từ sau luôn. Và khi nào thì mới có cái nụ hôn đầu? Ngày hôm đó luôn hả? Ngày hôm đó luôn á. Ồ, lẹ nè. Tức là lúc đầu thì bạn em cảm thấy rạo rực, nhưng mà tới cái đoạn đó thì em cũng rạo rực luôn. Mà trước giờ thì em chưa có yêu ai, nên là cái cảm giác đó cũng đầu tiên và cũng thấy thích. Nên em nghĩ chắc là cái này chắc là yêu thiệt rồi đó. Xong rồi bạn cũng tỏ tình với em. Bạn nói là sao? Bạn nói là hả, tôi thích bạn ấy. Mà rồi lúc mà quen nhau là các bạn có công khai cái mối quan hệ mình cho cơ quan biết không? Hay là các bạn giấu? Dạ. Ban đầu là tối hôm đó tụi em thỏa thuận với nhau là sẽ giấu. Giấu không được nữa thì mới công khai. Cái sau cái ngày mà tụi em bắt đầu chính thức quen nhau thì sau đó là cơ quan em mới tổ chức một cái buổi picnic ở ngoài Thủ Đức. Thì trong cái kế hoạch, ví dụ như các cái sân chơi hay là việc sắp xếp phương tiện di chuyển thì luôn tụi em luôn ở hai nhóm khác nhau. Em là được một bé khác chở, còn anh bạn em á thì lại chở một cái chị khác nữa. Mặc dù là thật sự là lúc đó thì chỉ muốn gần nhau thôi. Dạ, chỉ muốn gần nhau. Và cái cảm giác đó khó chịu lắm chị. Chiều ngày hôm đó thì trong lúc mà di chuyển về từ Thủ Đức về lại Quận Nhất, tới giữa đường á thì bạn em mới gọi cho em. Bạn ấy ơi, tôi muốn chở bạn ấy quá mà bây giờ bạn ấy xuống đi rồi, có gì tôi tới rồi tôi chở bạn ấy. Bây giờ kêu bỏ chỗ nào khác rồi tới mình đón đúng không? Dạ, xong lúc đó em phải nói xạo bé chở em nên là em xuống ngay giữa đường. Rồi đó là kỷ niệm vui, còn kỷ niệm buồn? Cũng chỉ yếu là ghen tuông trong lúc yêu thôi. Nghĩa là một cái ngày cũng vừa mới đây khoảng mấy tháng á. Thì mới đây thôi hả? Dạ. Thì có một cái bạn rồi đó mà không biết sao tự nhiên biết số điện thoại của bạn em, biết địa chỉ nhà. Trong có một cái ngày bất chợt, không phải là ngày kỷ niệm, cũng không phải là ngày đặc biệt gì á, thì mới gửi một cái đóa hoa giống như thế này gửi tới tặng bạn em. Thì tự nhiên em mới vô tình đi lại gần cái hoa đó và đọc cái tấm thiệp là anh nhớ em nhiều lắm Phương Thủy. Trời. Rồi cho cái bạn đó lại ghi lại cái số điện thoại của bạn đó ở dưới và ký tên ở dưới luôn. À đó, thì lúc đó là điên lên. Cái này là thiêu đốt. Em xử lý sao? Thì em cũng lúc đầu á thì em có chụp hình. Lúc đó là em cảm thấy oan ức. Và gửi thuốc cho bạn em. Kêu hoa ai tặng em nè. Nhưng mà em cũng tính là kiềm chế để coi bạn em phản ứng như thế nào. Nhưng mà em không kiềm chế được thì em mới trong cái thiệp nó có số điện thoại thì phải gọi cho cái người tặng hoa đó. Thì cái bạn kia mới lại cúp máy. Thế em đâu có biết ai đâu chị. Không biết luôn hả? Dạ, em tới giờ em cũng không biết là ai luôn. Tới giờ cũng không biết luôn. Dạ. Một người đã yêu thầm trộm nhớ em. Xong rồi em mới gọi điện cho người ta thì người ta lại không bắt máy. Không bắt máy luôn. Dạ, chị em thử lấy cái số lạ nào đó gọi cho cái số đó không? Dạ. Em cũng cái đó là cách đó em làm. Em xong em nhờ bạn em gọi không bắt máy, em nhờ bạn em mới ép Zalo rồi gọi điện thoại cho cái người tặng hoa đó, cũng không có tìm được một cái gì cái thông tin nào nữa hết. Trời, bí ẩn quá vậy. Dạ. Sao em không nghĩ đó là bạn gái cũ của em tính phá bạn này? Bạn gái cũ của em thì đâu có biết địa chỉ vậy? Ai biết đâu được, trời, ta điều tra. Trời ơi, người ta thông minh lắm. Là tự nhiên em làm em khiến em nghi ngờ. Đúng rồi. Đừng chốt nha nữa. Giờ em nghĩ ra. Trước giờ em không nghĩ cái trường hợp này. À, ngược lại em có bao giờ ghen không? Có ghen với bạn này không? Chuyện này mới nghiêm trọng nè. Rồi, nghiêm trọng. Em vô tình, em mới đang ngồi với bạn em thì em mới lướt cái điện thoại của bạn em thì nó lại hiện ra một cái tấm hình mà chụp bạn em á đang nắm tay với một người phụ nữ khác. Mà em nhìn cái tay em biết tay của bạn này. Dạ, tại vì có chiếc nhẫn với lại cái đồng hồ này chị. Em điên máu lên, cái bàn tay này là sao? Vậy hết. Cái đó cũng gọi là hiểu lầm thôi. Là cái bạn nó nói là hả, để tôi mượn chụp hình một cái để bút lên post Facebook sống ảo á chị. Dạ, thì em mới để yên cho bạn đó chụp. Nghe người dễ dãi vậy, ta mượn gì cho mượn cái đó hả? Đó, cái chuyện không? Đó là khiến em tức là vậy chị. Tức là cái chuyện đó là trước bao nhiêu người mà lại đi nắm tay một cái người con gái khác. Thì gửi qua group còn ghi là hả, nhìn thấm thiết dữ.
em cảm giác là em bị tổn thương á chị. Bạn em có nhắn tin hay là gọi điện gì em cũng không bắt máy, và có nhắn tin gì thì em vẫn đọc hết, không trả lời, và lúc đó lòng em nó lạnh tanh luôn rồi chị. Chỉ một lần là phải nhớ cái bài học này nha, lần sau có làm như vậy là mình phải xóa sạch dấu vết, không có thể nào mà để lại như vậy. Sao dễ đường cho hôn chạy vậy? Không phải, đối với người phụ nữ, nếu anh cảm thấy anh giấu được tôi luôn, giấu luôn cả đời tới lúc chết thì anh hẳn giấu. Còn nếu anh cảm thấy anh làm điều đó không được, đừng bao giờ dối trá. Xong là thật lòng. Đúng không em? Đúng rồi. Thôi bây giờ chuyện đó cũng sóng gió qua rồi. Nhưng mà hai bạn 4 năm là thời gian dài rồi. Hai bạn đã tính gì đến chuyện kết hôn chưa? Tụi em cũng đã tính tới chuyện kết hôn. Và là ngày kết hôn tụi em sẽ là ngày 14 tháng 7. Và hai bên gia đình thì cũng đã thống nhất, và tụi em cũng đã đính hôn rồi. Giờ chỉ còn đợi tới ngày cưới thôi. Coi như là được gia đình hai bên ủng hộ. Quá tốt. Thế thì mừng rồi. Từ đây đến ngày cưới mình còn những khó khăn gì không em? Và hiện tại giờ khó khăn của tụi em nhưng mà là vấn đề tài chính thôi. Cũng khó khăn tạm thời thôi, cũng sẽ giải quyết được. Tại vì tụi em cũng có để lấy lương ra để tại cũng có công việc làm ổn định nên là cũng sẽ lấy lương ra để trang trải những cái việc đó. Là hai tụi em tự lo cho đám cưới của mình hay sao? Dạ đúng rồi. Ủa mà bây giờ hai bạn còn làm chung với nhau nữa không? Dạ không. Hết tức là hiện tại em vẫn làm ở cơ quan cũ, còn bạn em thì đã ra khởi nghiệp và thành lập một công ty riêng. Ồ, vậy tốt quá, cũng cố gắng đi, có khó khăn thời gian đầu thôi. Nhưng mà bây giờ thật sự hai bạn đã hiểu hết được những cái tính nết của nhau, tật xấu của nhau hiểu hết chưa? Dạ biết, cứ tật xấu là hay lề mề, có nghĩa là thời gian mách khóc quá lâu. Em phải đứng ở dưới, nhiều khi nắng em cũng phải đợi bạn em khoảng nửa tiếng. Sắp như vậy chứ thì bạn em có ở phòng trọ nên là cũng không tiện để vào trong phòng trọ lắm. Thì cái tính xấu nhất thôi, còn hay kể chuyện dài dòng. Nhiều lúc em mệt, em ngủ và bạn em cứ gọi điện thoại kể cho em nghe hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng mà kể theo một cách rất là dài dòng thôi. Còn bạn Lâm thì có tật xấu gì không? Lâu lâu thì em mới cho bạn em đợi một tí xíu thôi. Còn bình thường là thường hẹn em xong rồi trễ giờ lại cho em đợi rất là lâu. Trễ có khi một tiếng, có khi gần hai tiếng. Sao mình góp ý trực tiếp với nhau để thay đổi chưa? Hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Hôm nay mình đến với chương trình Yêu Là Cưới, mình có cái điều gì mong muốn đối phương của mình thay đổi? Sắp tới thì hai đứa mình về chung một nhà thì anh hứa sẽ thay đổi những cái gì mà cảm thấy chưa được để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc hả? Dạ, em thì em cũng hy vọng rằng là thời gian tới thì mình cũng đến hôn nhân, và mình cũng sẽ cùng nhau là nhường nhịn nhau, yêu thương nhau nhiều hơn để mà cùng xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Quá tuyệt vời. Em xin gửi lời cầu hôn đến bạn em bằng cách. Hay quá. Hôm nay em có xin một chiếc nhẫn cưới để hy vọng chiếc nhẫn này sẽ gắn chặt em lại với anh để cùng sống hạnh phúc. Trời ơi, dễ thương. Thật ra là Tường thấy qua câu chuyện mà hai bạn kể, Tường thấy thì cái tình yêu của hai bạn rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng. Thì đó là một cái điều tốt, thì mình cố gắng phát huy, luôn nắm chặt tay nhau, thì như vậy cái tình yêu mình mới bền vững. Đừng cho để cho bất kỳ cái sóng gió gì nó làm cho tình yêu của mình nó bị lay động hết. Chúc cho tình yêu của hai bạn luôn luôn sẽ được bền vững, đẹp như